mình mới quay qua quay lại đã không thấy ông ba bụng bự với anh xã đâu. Cuối cùng chạy ra, hai người đang cắt lá chuối. Nhưng mà ba với lại anh muốn làm món gì vậy? Thì là papa của mình cực kỳ mê ăn đậu, xong rồi nếp rồi các thứ mà có dừa nữa là mê dữ lắm. Đặc biệt là bánh dày. Bây giờ có máy rồi, đâu có cần chày, đâu có cần giã. Hôm nay hãy cùng với mình làm bánh dày mà có màu hồng nha. Nếp thì mama đại tổng quản đã ngâm từ tối hôm qua, có thêm một chút xíu muối để hôm nay nó mềm là mình làm được rồi nè. Mãi tám quá quên nói định lượng luôn. Mình sẽ cần phải có một chén ăn cơm đầy vun khoảng cỡ 280g là nếp cái hoa vàng. Sau đó là mình cần tiếp theo một chén ăn cơm 250ml là nước. Đó, cái đoạn nước này thì mình có thể thay thế bằng rất là nhiều màu khác nhau. Đối với màu xanh lá cây thì dĩ nhiên là lá dứa rồi. Lá dứa mình sẽ xay chung với lại nước nè. Sau đó là mình sẽ vắt để có được cái đoạn nước đó. Còn bây giờ màu hồng thì làm sao? Mình sẽ cho vào trong máy ép chậm. Mình ép cái thanh long ruột đỏ. Mang tiếng ruột đỏ vậy thôi chứ màu hồng đúng đẹp luôn cả nhà. Thật ra là mình có coi trên TikTok kênh của Bảo Bảo, xong kênh của Hàng Lam nè. Các bạn làm màu hồng này đẹp dữ lắm. Tại bởi vì làm bằng bột quá khi hấp á, thì nó sẽ giữ nguyên được cái màu hồng xinh ơi là xinh. Nhưng mà bởi vì mình lười nên là cho vào trong máy luôn. Với lại trong máy nó cũng có chế độ làm bánh nếp á, nên là mình thử nha cả nhà. Có hai cách đó, cả nhà tham khảo thử xem là mình thích hợp với cách nào. Rồi sau khi mình cho vào trong đây, cái lượng nước tương đương với khoảng cỡ 250ml, mình sẽ cho thêm một chút tẹo 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 là muối cho nó đậm đà và một muỗng canh là dầu ăn. Tiếp tục mình sẽ chỉnh chế độ 14 nha. Hình như là chế độ làm bánh nếp á. Có một số máy thì nó sẽ để là chế độ làm bánh mochi, nên là tùy theo máy nhà mình như thế nào thì cả nhà cài đặt cho nó phù hợp nha. Máy này thì nó sẽ nấu luôn cho nên mình không có cần phải nấu sôi trước đâu. Cho vào nó nấu chín nha. Xong lát nữa nó tự quay thì cái hạt nó tự nó nát ra luôn cả nhà, hay dữ lắm. Nhưng mà mình có tham khảo một số kết quả của các chị thì có chị chỉ cần phải quay có một lần, nhưng mà mình phải quay hai lần lận. Một lần như vậy là khoảng cỡ 1 tiếng 40 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi cắt giò nè, sau đó là nhờ papa đi hái giùm cho cái lá chuối. Nói vậy thôi chứ thật ra là mình cử đệ tử, hay còn gọi là anh xã, hay còn gọi là con rể của ba đi theo để che nắng che mưa cho ba. Không biết che như thế nào mà ông ba về thì vẫn còn ướt, mà anh xã mình thì bị gai đâm vô chân hết nói nổi. Sau khi đã lấy được cái gai ra rồi thì bây giờ mình sẽ đi sơ chế lá thôi cả nhà ơi. Rửa thiệt là sạch nha, xong rồi lau. Rồi mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng gọn ơ, cho nó nằm sao mà để nó bao được cái miếng bánh dày lát nữa mình làm xong á. Em đế thì đã nằm sẵn sàng, kỳ trước bị dính quá nên là kỳ này mẹ đã quyết định là phết thêm một lớp dầu ăn lên bên trên để lát nữa ăn cho nó ngon. Bánh dày xong rồi, lấy ra thôi, tên 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 tên. Ở lớp bên trên nếu mà mình không có kịp làm nó sẽ đông lại rất là nhanh. Nhưng mà không sao cả, mình sẽ vo viên rồi để lên trên lá. Nó tự nó chèm bẹp ra và tròn vo cả nhà. Đó, mà lúc này nóng lắm á nha, nhớ là phải đeo bao tay. Với lại bao tay thì phải có thoa một lớp dầu, không thôi là lại dính nhẹp nhèm nhem luôn. Đây, mình chỉ cần nắng sương sương vậy thôi, không có cần phải tròn vo giống như là bò viên đâu. Là lát nữa để xuống nó tự chảy ra, hay dễ sợ luôn ha. Một mẻ như vậy thì hình như bà ngoại làm được tầm chừng cỡ 7 cặp, là khoảng 14 cái cả nhà. Mình sẽ đợi cho em nó nguội hẳn đã, rồi hẳn kẹp với lại giò, ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà còn ấm ấm mới ngon nha, chứ lát nữa nguội ngơ thì mình lại không thích lắm. Chắc là cũng tùy sở thích của mỗi người nữa. Ba mình thì thích ăn với giò nè, xong nhà mình lại có cô em thích chấm với lại muối tiêu. Kỳ trước mình đã thử màu vàng với lại saffron rồi, hôm nay là màu hồng. Không biết là còn cái màu gì khác để mình thử nữa không. Chúc là cả nhà thành công với cái công thức này nhé. Bye bye.